bây giờ em bắt cái chảo lên, em đổ đây 1 lít nước lạnh. Rồi giờ em bỏ vô đây là 2 muỗng canh rượu. Rượu trắng vodka đó đại gia đình. Xong rồi mình bỏ vô, hồi nãy em có 1 muỗng cà phê muối đó, em bỏ vô nửa muỗng. Chừa một chút để mình nêm thôi. Đó, bây giờ em đợi nước nó sôi lên là em luộc ốc. Luộc trước rồi đó mình mới xào nghe đại gia đình. Bây giờ nước nó sôi nè đại gia đình, bây giờ mình bỏ ốc vô mình trụng 5 phút nha đại gia đình. Mình trụng 5 phút xong rồi mình vớt nó ra cho nó săn con ốc đi. Cho nó sôi lên một cái ào đi rồi mình tắt lửa. Bây giờ dầu nó nóng rồi nè, giờ mình bỏ hết tỏi vô. Mình phi tỏi một lần vậy thôi chứ mình cũng không có xài hết. Bây giờ xong cái này mình bỏ vô 1 miếng muối nha. Mình bỏ cỡ 1/4 muỗng cà phê muối thôi. Mình nặn vô 1 miếng chanh. Để làm chi biết không đại gia đình? Cho tỏi của mình nó vàng rồi nó giòn, cái hồng tỏi nó giòn rụm luôn á.
một muỗng canh tương ớt, một muỗng canh dầu hào. Ở đây em có là nửa phao tỏi em bầm sẵn rồi. Ở đây là hai muỗng canh tiêu, một muỗng cà phê muối, nhưng mà em không có dùng hết, em chỉ để ra ngoài em làm chuyện khác. Ở đây em có là một muỗng cà phê đường, một miếng bơ, cái này chắc cũng cỡ nửa gram á, hai muỗng canh bột nêm. Ở đây em mua là ốc móng tay lập 2 phao rưỡi, ngon không nè gia đình, bự với sợ, nó tươi nó fresh luôn á. Em có gia vị của em trang trí nè là rau răm với lại ớt, còn chanh với muối là chút nữa em phải phi tỏi. Bây giờ em mời đại gia đình vào bếp cùng em nha. Bây giờ em bắt cái chảo lên, em đổ đây 1 lít nước lạnh. Rồi giờ em bỏ vô đây là 2 muỗng canh rượu, rượu trắng vodka đó đại gia đình. Xong rồi mình bỏ vô, hồi nãy em có 1 muỗng cà phê muối đó, em bỏ vô nửa muỗng, chừa một chút để mình nêm thôi. Đó, bây giờ em đợi nước nó sôi lên là em luộc ốc, luộc trước rồi đó mình mới xào nha đại gia đình. Bây giờ nước nó sôi nè đại gia đình, bây giờ mình bỏ ốc vô mình trụng 5 phút nha đại gia đình. Mình trụng 5 phút xong rồi mình vớt nó ra cho nó săn con ốc đi, cho nó sôi lên một cái ào đi rồi mình tắt. Nó sôi nè, nó ok 5 phút, bây giờ em tắt lửa nha. Em gấp nó ra, tại vì mình không có cần phải trụng nó chín quá. Nè đại gia đình thấy không, con ốc nó rất là ngon, nó trắng lắm không? Em gấp nó ra xong rồi mình mới đi thắng làm tỏi, rồi mình mới làm sốt. Thịt không à, chảo nóng rồi nè, mình bỏ dầu vô cỡ 5 muỗng canh dầu, rồi mình bỏ tỏi vô hết, mình phi tỏi lên. Bây giờ dầu nó nóng rồi nè, giờ mình bỏ hết tỏi vô. Mình phi tỏi một lần vậy thôi chứ mình cũng không có xài hết. Bây giờ xong cái này mình bỏ vô một miếng muối nha, mình bỏ cỡ 1/4 muỗng cà phê muối thôi, mình nặn vô 1 miếng chanh để làm chi biết không đại gia đình, cho tỏi của mình nó vàng rồi nó giòn, cái hồng tỏi nó giòn rụm luôn á. Tỏi giờ nó vàng nè đây đại gia đình, bây giờ em tắt lửa nha. Xong rồi em múc nó ra, rồi mình lấy cái dầu này nè, mình xào. Giờ em bỏ bơ vô nè, hồi nãy dầu với tỏi em còn dư miếng đó. Em bỏ bơ xong rồi em bỏ luôn mấy cái sốt từ vô hết luôn. Mình làm miếng sốt cho nó vừa ăn nêm nếm nè, rồi mình bỏ ốc vô mình xào. Bỏ dầu hào vô, dặn lửa nhỏ thôi nha đại gia đình, nhỏ nhất luôn, nặng lô á, thì nào mình xào nó mở lớn lên. Em bỏ vô đây 2 muỗng canh nước lạnh, em bỏ vô 1/4 muỗng cà phê muối nãy còn dư đó, bỏ đường vô luôn nãy em nói đó, tiêu em bỏ hết vô luôn, bột nêm luôn. Xong mình mở lửa lớn lên lại, mình quậy cho cái sốt như cái gia vị nó tan hết, mình mới đổ ốc vô. Giờ mình bỏ ốc vô nha, mình bỏ vô thì mình chỉ gấp mình bỏ vô thôi, chứ mình có đổ vô nước nó vô không có ngon, là cái nước luộc đó.
trộn lên mình xào hoài cho nó thấm, cho nó hút hết cái nước. Thì mình đem ra mình ăn được. Mình xào cỡ 7 phút nha đại gia đình, dặn lửa lớn luôn. Thơm quá đại gia đình ơi, quá là thơm luôn. À, cái màu cái thịt nó thấm vô nè, từ từ nè. Đại gia đình bây giờ nó chín rồi nè đại gia đình. Em xào nè, nó ra cái màu là thơm đẹp chứ sợ không. Bây giờ em tắt lửa nha, nó quéo nước hết luôn rồi nè. Tại vì mình xào lâu á nó sẽ bị dai con ốc lắm, mình xào vừa chín tới mà nó thấm với cái nước sốt luôn á, ăn nó rất là ngon. Con ốc bự với sợ thịt không đại gia đình nha.